Câu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một câu cá rô phi nha các bạn. Thành phần của chúng ta ngày hôm nay rất là đơn giản, hiệu quả, dễ làm, không tốn quá nhiều tiền và công sức. Mình đã test bài mồi lên cá thành công rất là nhiều lần rồi. Mình mới dám chia sẻ với lại các bạn. Rồi, thành phần của chúng ta gồm có như sau. Đây là mồi câu cá D1 nha các bạn. Các bạn chuẩn bị mình một gói mồi câu cá D1 như thế này là ok. Bơ Tường An, sữa chua Vinamilk để tạo người ta độ chua lên men nhanh nha các bạn. Đấy, sữa chua. Thành phần cuối cùng đó chính là cám tanh. Mồi câu A2 để câu cá phi. Cá phi đứng đầu nha các bạn. Cá phi, cá trôi, cá chép, cá chấm. Mồi này để chúng ta câu cá phi là ok nhất. Cá phi là cá trôi. Bài mồi này chúng ta là một cá rô phi, nhưng có thể các bạn có thể câu được cá trôi nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chọn mồi cho các bạn xem. Đầu tiên là các bạn bỏ cắm tanh ra cho mình. Đây, đây là mồi này để chúng ta câu đơn với lại câu đài nha các bạn, hoặc là câu lăng xê cũng được. Đây mình để mình câu đơn nên mình sẽ làm ít nha các bạn. Còn các bạn nào muốn mà làm nhiều thì các bạn làm thêm nha. Để các bạn câu lăng xê hoặc câu chùm nho. Đây là D1. Đấy. Ít D1 em mồi ta đồ ok liền đó. Một các bạn cho bao nhiêu ấy thôi. Đây là sữa chua Vinamilk có đường nha các bạn. Đấy, mình cho ít mưa vô đó. Vậy là ok rồi. Bơ Tường An các bạn cho bằng mình khoảng chừng 2 lóng tay bơ Tường An nha. Một lóng nè. Hai lóng nè. Rồi ok. Đó các bạn trộn đều lên cho mình. Đấy các bạn đừng thắc mắc nha. Đây mình câu đơn mình sẽ làm ít. Còn các bạn nào muốn mà câu lăng xê thì các bạn làm nhiều hơn mình nha các bạn. Đó. Rất là đơn giản thôi, dễ làm, ai cũng làm được mà hiệu quả lại cao. Các bạn làm xong rồi bạn câu đem câu liền luôn ok nha. Hoặc các bạn ủ qua một đêm nên đi câu cũng được. Đó, thằng bằng chúng ta đơn giản, dễ làm, không tốn quá nhiều tiền quá các bạn, ai cũng có thể làm được, hiệu quả lại cao. Tất cả anh em và cầu thủ chúng ta rất là thích điều đó. Nếu mồi chúng ta mà nó mà khô quá, các bạn cho thêm nước vô cho mình, vừa nước thôi, cái mồi chúng ta nó nhão các bạn. Đây, các bạn bóp đều cho mình ok, đều tay. Mồi này để câu đơn, câu đài nha các bạn. Mồi chúng ta nó mồi này là mồi bở nha các bạn. Đấy, mình làm mồi bở để mình câu đơn để độ dính cá sẽ cao hơn, ok hơn. Chánh chàng mồi ta nó dài quá, các bạn câu sẽ khó dính cá nha. Đấy. Mồi ta rất ok luôn, lên mồi rất tăng tanh rất là nặng luôn, tanh hăng rất là nhiều nha các bạn. Rất ok. Đó là mồi chúng ta rất đơn giản thôi, ta hồi cho các bạn làm, bạn ngồi bằng câu đơn nha các bạn. Ok, mồi ta đã xong rồi. Mày quay đi cái đó.
cho rồi nhìn nó kích thích đúng không? Ừ. Rồi chết nhiều kích thích toàn rô cũng chán. Cũng nhiều quá chán. Rồi đợi em câu cá rô vào đầu ao nuôi rồi nó thì là không rồi chỉ giúp mình. Em móc 5 con tép. Vô bơm này. 5 con cá rô. Mà phải 4 kg cá vậy đó. Em thả cho nó chạy xung quanh bờ ao rồi em kéo. Hôm qua làm tác lác, hôm nay làm con chéo. Đồ. Con này hơi có khoảng 4 kg nhỉ. Tại hai bữa thả mùi rô đây mà thả mùi rô đây là chỉ rô chung hay câu đấy thì bè ông nó dốc thì tại tao cho mày mùi rô vào đây rô nó về nhanh lắm. Hai ngày sau ngày sáng nay á thấy kêu mày câu sáng chứ ông kêu đuối luôn rồi ông kêu tao kêu ông chung kêu đuối luôn thì mày có rô không. Hàng rồi. Má là dính người đi cụ được hàng chứ. Rô hay cái gì vậy? Rô. Rô vậy? Rô to. Đừng chơi giống đấy. À, dính người tưởng con rôi trôi chứ. Mình lấy hai cục thôi. Quanh gần nữa được rồi. Đó rồi quay về tối mình kiếm hết. Dính này sao chạy được. Quay mà dính 3-4 lưỡi này sao chạy. Đó, cái chiều này cũng cần trôi đâu. 5 con đó là ổn. Ui, cái bụng này ăn kìa. Mày ăn mồi tè le luôn.
Lại dính lưỡi vuông tiếp. À đứng cái luôn này. Các bạn đã xem video này của mình nha. Các bạn đã thấy mọi mình của mình hay. Các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video hay nhất, mới nhất từ channel Câu Cá Là Đam Mê của mình nha các bạn. Rồi và đừng quên chia sẻ bài mùa này với lại tất cả mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong lần sau. Chúc tất cả các bạn và các anh em câu được thật nhiều cá từ bài mùa này của mình nha các bạn. Xin chào nha, hẹn gặp lại.